chân như chân chân người màu chân chuột. Vâng, vâng. Con là điểu. To đấy. Là điểu to đây. Nó thích ăn cá. Không phải Phúc xem con là điểu có cái chân dài chưa? Xem có cái gì cho nó ăn đi. Nó mổ đấy. Nó mổ đấy. Cho mun chua vào đây nhá. Mun chua. Gan cỏ ơi. Mun chua vào đây với nó nhá. Không. Vào nhá. Gan cỏ ơi. Gan cỏ. Mẹ ơi. Cái gì cho nó ăn? Đi về nào. Đi. Đi đưa về nào. Đi cô ơi chụp ảnh nào. Bè bè. Bè bè. Ô ô nà. Nà. Cứu ơi nở mặt lên hai bánh đa nào. Đây là con sen con công. Đây là nó kìa. Anh đi sen công này. Con đây là con chê. Con gì? Không biết là con gì đây. Chim này con chim gì? Con đi chỉ có đưa. Con đi chi? Con nó chạy ra chi? Con đi chi? Con đi chi? Chạy đi đâu? Cái này mấy chục cân? Đi đường đi ra. Con xấu rồi, con gì đấy? Chăn. Chăn à? À, con bên kia là con xấu. Bạn. Này, đánh cho sợ các con. Hai con trèo đấy. Thôi đừng đánh nữa, sợ rồi. Chào mừng bạn. Chơi đi. Đấy. Xem trong kia, có chim không nhỉ? Đây là cái gì vậy? Kỳ đà, con kỳ đà. Dế ơi, dế, như nào? Dế nó sống chứ, mềm đúng không?